À, giờ vâng, em Luân xin được chào toàn thể các bác. Xin được kính chúc các bác của anh em một tháng mới nhiều thành công. Vâng ạ. Và như em đã chia sẻ đó là tháng 7 là đòn bẩy cho tháng 8 đúng không ạ? Hôm nay là ngày 30 tháng 7 tính là lịch âm đúng không các bác? Và ngày mai mùng 1 tháng 8 rồi. Cũng rất là may mắn như em đã giới thiệu với các bác cùng cả nhà, em có mua được một Novang của CB. Đợi chờ mãi các bác ạ. Đợi chờ mãi thì nó cũng về. À, thưa các bác của anh em, giá nó có thay đổi so với đợt hàng trước các bác nhé. Giá có thay đổi một chút thì cho bác của anh em đam mê quý mến thì gọi điện ủng hộ cho em. Em về được thêm đây cả nhà này. Hôm trước vừa về là 48 con đang đi 6. Hôm xong về thêm 14 con em bán hết rồi. Hôm nay em về ít lắm cả nhà. Được 2 con D6 thôi, hàng xịn của CB. Và được 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 con D4 các bạn. Hôm trước em về hơn 20 con D4 em bán 2 ngày hết. Đấy, hôm nay về được thêm mấy con nữa này cả nhà này, hàng đẹp các bác nhá. Đây là con D4 trơn, cả nhà lưu ý hàng bãi. Em báo giá luôn cho cả nhà, em bao test là 3,8 triệu cả nhà nhé, 3,8 triệu một con CVD4. Ok chưa? Và D6 các bạn, em có 2 con thì xin phép cả nhà là giá nó cao hơn ngày xưa 400. Giá 5,2 triệu em bao test. Đó, còn anh em không thích test thì báo lại cho em. Có nghĩa là em bao test theo loa. Đấy, bao test hay cho anh em. Ok chưa? Đấy, rất tuyệt vời. 3,8 triệu một con CVD4. Bao test loa cho anh em. 5,2 triệu một con vang CBD6. Kể ra thì cũng hơi cao các bạn, nhưng mà không có để bán. Hôm trước có một anh trai đặt cọc của em đấy ạ. Thì nó quá lâu em bỏ để em chuyển tiền lại cho anh. Anh bỏ không, cứ để lại. Nhưng mà sau em ngại quá, em bảo em không giữ tiền nữa, em chuyển lại cho anh, đúng không ạ? Anh bỏ bao nhiêu lâu anh cũng đợi, tiền không quan trọng. Nhưng mà em không dám nhận, em chuyển tiền lại cho anh. Các bác của em thân mến, là nó có ít như này thôi các bạn. CB, đây là hàng chính hãng các bác nhé. CB là hàng chính hãng. Để em sẽ bảo anh em cắt tiêu bóng ra. Ok chưa? CB Acoustic mã D4, D6, D8 tuyệt vời đấy các bác nhé. Tiếng echo của nó cực kỳ là ngọt và tiếng echo nó cực kỳ là thật. Tiếng dì vật của nó cực kỳ là chất lượng các bác nhé. Hàng siêu kinh điển các bạn, hay lắm. Tiếng dì vật của nó cực chuẩn luôn. Tiếng dì vật của vang CB ngang với những con mixer vài chục triệu các bác nhé. Đó, các bác của anh em thân mến, là đây những con này kể cả nó dùng rất nhiều năm rồi các bạn, rất nhiều năm, rất là ngon. Đó, đây các bác nhìn này, nó chất này, từ những cái rắc rắc ca lông tèo là rắc xịn của Lưu Trích này, hàng đẹp lắm các bạn đó. Và để trong khi anh em mở ra hết các bác nhé, giá thì em giới thiệu rồi đúng không ạ? Đó, và thưa các bác của anh em, mà D4 D6 nó khác nhau như nào thì em xin được tư vấn luôn cho cả nhà như này. Nếu các bác của anh em sử dụng một đôi loa full, một đôi loa lời và một đôi loa súp hoặc một quả loa súp thì các bác sử dụng con D4 thôi. Còn nếu các bác sử dụng ví dụ như hai đôi loa full hoặc ba đôi loa full thì các bác nên dùng con D6. Đấy, vì sao em lại chia sẻ như vậy thì em giới thiệu con D4, D6 nó cũng không khác gì nhau. Về nội thất là tương đối giống nhau. Con D6 thì nó có một cái điểm hay hơn. Đây ạ, em phải mang ra em giới thiệu cho nó chi tiết. D6 hiếm cực kỳ luôn, D4 hiếm các bạn. Em về, nếu như cả nhà theo dõi video của em cả nhà biết rồi. Hôm trước em về mấy chục con D4 nhưng bán rất là nhanh. Con D4 đúng không ạ, thì nó có đường N, đường R đúng không ạ, SN, SR, Sen và Sup. Đường súp này của nó là 3EQ, Sen 3EQ, SR 3EQ, SN 3EQ, đường N, đường R là 7EQ các bác nhé. Còn con D6 nó hơn được, tại sao nó đắt hơn? Thì nó có đường N, đường R này, SL, SR này, Sen, súp nó đều là 7EQ các bác nhé. Đó, có nghĩa là ví dụ như là N, R, SN, SR, 4 đường này ra giống nhau đều là 7EQ. Còn con D4, đường N, đường R ra 7EQ, còn con này nó chỉ 2EQ thôi, vì vậy nó mới là rẻ hơn. Thế em tư vấn lại, nếu anh em sử dụng một đôi loa full, một đôi loa lời và một quả loa súp thì chúng ta sử dụng D4 là ok rồi, giá vừa hợp lý. Ok chưa? Còn mọi người sử dụng nhiều đôi loa full thì mới dùng D6 các bác nhá. Ok chưa? 3,8 triệu một con D4 cả nhà nhá. 5,2 triệu con D6. D6 em có 2 con. Trân trọng cảm ơn cả nhà. Và thưa các bác của anh em, video sau em sẽ giới thiệu review các bác của anh em một lô loa. Đó, một lô loa các bác nhá. Một lô loa Surep. Đó. Một loa Surep mà anh em vẫn hay giới thiệu là dòng loa bọ cạp, bọ cánh cứng, bọ xít, bọ hung gì đó, đúng không ạ? Giá em khẳng định cho các bác là siêu tốt luôn. Và nó thực sự các bác là bán cái đôi loa này anh em lãi suất rất là cao các bạn. Đó. Đôi loa Surep các bác nhá. Đó, bát 30 từ 19 này. Đó, tép từ 12 này. Đó, Surep các bác nhá. Tép nguyên tem này. Đấy, tép nguyên tem niêm phong này. Bát này. Giá cực kỳ ưu đãi cho anh em. Để cho anh em giá 7 triệu thôi. Đó, giá 7 triệu thị trường bán 11 triệu, 10 triệu 500 các bạn. Đó, Superlet các bác nhá.
DC12+. Các bạn nhìn này, ok chưa? Phân tần, nói chung là loại dòng loa cũng rất là chất các bạn. Nhưng giá em bán thì cực kỳ nó ưu đãi các bạn nhé. Hàng đẹp, giá lúc nào ưu đãi, tất cả mọi thứ. Ok chưa? Đó, giá đẹp nhất cho các bác trên thị trường các bạn nhé. Giá đẹp nhất, loa Shure, dòng loa bộ cạp. Đấy, dòng loa bộ cánh cứng. Đấy, cái hậu đâu các anh nhỉ? Đó các bạn. Đây, bát này các bạn. Ấy. Đấy, kiểu bát của giờ xếp các bác nhá. Đấy, mọi người mua loa này alo em. Video sau em sẽ làm video và nó thực sự các bác những cái loa này thì trên thị trường đấy, đúng không ạ? Anh em bán cái loa này lãi rất là cao, đúng không ạ? Có thể bán đến 10 triệu rưỡi loa đến 11 triệu bình thường. Em bán cho các bác 7 triệu. Ok chưa? Và sản phẩm này các bác lưu ý nhá, đúng ra nó chỉ 6 triệu rưỡi thôi các bạn. Đó, dòng này đúng ra của nó là 6 triệu rưỡi, nó là sơn màu trắng. Em sơn 3 lọ sơn các bạn. 3 lọ sơn mới ra được cái màu đẹp như này các bạn. Đấy, sơn cho các bác của anh em ra màu đen và là sơn sần cát các bác nhá. Ok chưa? Sơn ra màu đen và sơn sần cát, 3 lọ mới sơn được một đôi loa này. Đó, và anh em nó thôi là mất rất nhiều công các bạn. Chứ nếu để được có màu trắng thì nó chỉ có 6 triệu rưỡi thôi các bạn. Ok chưa? Để màu trắng giá chỉ 6 triệu rưỡi thôi. Đấy, màu trắng lúc nào cũng rẻ màu đen các bác nhá. Tất cả các loại loa. Ok chưa? Đó, anh em tham khảo nhá. Video sau em sẽ giới thiệu các bác đôi loa Sublet này các bác nhá. Đó. Sublet. Đấy, dòng loa bọ cạp đó. Anh em giới thiệu loa này kinh lắm các bạn. Đó. Anh em bán giá rất là cao, nhưng em bán cho cả nhà chỉ có 7 triệu đồng thôi. 7 triệu đồng. DC12+, dòng loa bọ cạp. Ok chưa? Rồi, cảm ơn cả nhà nhá. Mọi người nhu cầu mua vang alo cho em. Với số máy của em đó là 0365888988, 0368915555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc. Em trân trọng cảm ơn cả nhà.